Chào các bạn. Các loại trái cây có trên thị trường nước ta hiện nay rất phong phú. Ngoài hoa quả trong nước, còn nhiều loại trái cây được nhập từ nước ngoài. Người tiêu dùng không chỉ được thưởng thức những trái cây mùa nào thức ấy như trước kia nữa, mà còn có thể mua nhiều loại trái cây trái mùa rất sẵn. Điều làm nhiều người lo lắng là những sản phẩm trái mùa này không phải do công nghiệp trồng cây trái mùa sản xuất ra, mà do các nhà kinh doanh đã tạo nên bằng một biện pháp rất nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng, đó là bảo quản trái cây bằng chất độc hại rẻ tiền. Với cách làm này, trái cây có thể giữ lâu khác thường. Có những loại để từ mùa hè hoặc đầu mùa thu đến Tết âm lịch vẫn đem ra bán được giá cao vì là của trái mùa. Nhiều người tiêu dùng đã nghi ngờ và lo lắng khi thấy nhiều loại trái cây như lê, táo, cam, quýt, v.v. mua về để cả tháng trời vẫn tươi nguyên. Có những quả cà chua rất đẹp mã, để ngoài trời rất lâu vẫn đỏ bóng. Trong khi đó, nếu mua cà chua của những người nông dân mang ra chợ bán để được 3 đến 4 ngày đã thối hỏng. Theo các nhà chuyên môn, trái cây bình thường không thể để lâu được như vậy. Chúng thường bị hỏng nhanh bởi hai lý do. Trước hết, do quá trình hô hấp, trong trái cây vẫn diễn ra quá trình tự chín rồi tự thối rữa. Thứ hai là khi đã hái khỏi cành, trái cây sẽ bị vi sinh vật xâm nhập theo núm, đẩy quá trình thối rữa diễn ra nhanh hơn. Cũng vì vậy, trước đây người ta thường bôi vôi vào núm trái cây để ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập. Nhưng đến nay, người ta đã dùng hóa chất. Hiện nay, các loại trái cây được bày bán trên thị trường nhìn rất tươi ngon, quyến rũ, mua về có thể để rất lâu không hỏng, nhất là những loại trái cây nhập từ nước ngoài. Nếu những trái cây này được bảo quản bằng các liệu pháp an toàn thông thường, thời gian của chúng không nhiều. Đối với những quả vải, quả nhãn chỉ để được 3 đến 4 ngày, mận tươi khoảng 10 ngày, cam tươi cũng chỉ kéo dài nhất được hơn 1 tháng. Thế mà trên thị trường hiện nay có những loại trái cây giữ được tươi tới 5 đến 6 tháng không hỏng. Rõ ràng, những loại trái cây này đã được bảo quản bằng hóa chất, ăn vào rất có hại cho sức khỏe. Bạn nên thận trọng khi chọn mua trái cây, nhất là những loại của ngoại không rõ nguồn gốc. Các loại trái cây không nguồn gốc bày bán trên thị trường rất phong phú nếu căn cứ vào những lời giới thiệu, nào là táo New Zealand, nho Mỹ, xoài Ấn Độ, cam quýt Thái Lan, lê Trung Quốc, v.v. Người tiêu dùng rất dễ mắc lừa, mua về để thưởng thức những của lạ nước ngoài. Tuy nhiên, những loại trái cây cao cấp đắt tiền này có đúng như lời giới thiệu không, được bảo quản bằng hóa chất gì và có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không, thật rất khó biết vì ngay nguồn gốc của chúng cũng rất mập mờ. Có nhiều hóa chất đang được người ta dùng để bảo quản trái cây. Được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là đất đèn và một số hóa chất độc hại khác. Hóa chất được nói đến nhiều nhất là chất chống nấm, dùng trong xây dựng rẻ tiền. Trái cây sau khi được nhúng vào dung dịch này, các vi sinh vật bám vào sẽ bị chết ngay, nên giữ được vẻ tươi đẹp rất lâu. Có nơi, người ta còn dùng cả hóa chất 2.4D là một loại thuốc diệt cỏ để tẩm ướp bảo quản trái cây. Đây là một hóa chất độc, dùng liều lượng cao có tác dụng diệt cỏ, dùng nồng độ thấp có tác dụng kích thích làm cho trái cây tăng kích thước rất nhanh. Ngoài ra còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giúp cho trái cây tươi lâu. Thậm chí có nơi người ta còn mua hóa chất rẻ tiền không nguồn gốc pha trộn với liều lượng tùy thích để bảo quản trái cây, miễn là sản phẩm càng tươi lâu càng bóng bẩy càng tốt. Việc phân biệt trái cây tự nhiên với những loại bảo quản bằng hóa chất rất khó, không thể thực hiện bằng mắt thường. Các biện pháp để đề phòng như rửa kỹ bằng nước sạch hoặc ngâm nước muối cũng không có tác dụng gì, vì hóa chất độc hại đã ngấm sâu vào ruột của trái cây. Để đảm bảo an toàn, các nhà chuyên môn khuyên người tiêu dùng nên thận trọng khi mua trái cây, nên chọn mua những loại có dáng vẻ tự nhiên và cảnh giác với những loại nhìn quá bóng bẩy, đẹp mã. Đối với cam quýt, nên chọn những quả còn cả cuống và lá. Tốt nhất nên lay thử nhẹ cuống xem có đúng là cuống thật hay là được dính bằng keo. Nên chọn mua trái cây ở những cửa hàng có uy tín, không nên mua những loại không rõ nguồn gốc. Những loại trái cây, nhất là hàng ngoại nhập, được bảo quản theo các phương pháp an toàn, thường được đóng gói rất cẩn thận, có ghi tên công ty, hãng gia công chế biến trên bao gói bán lẻ và cả trên thùng đựng. Tốt nhất bạn nên mua những loại trái cây trong nước và không nên mua những hoa quả trái mùa nếu không biết rõ chúng được bảo quản bằng phương pháp gì, có an toàn hay không.
Trái cây là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chúng ta không thể vì sợ mà tránh xa, không ăn bất cứ loại hoa quả nào. Nhưng chúng ta cần phải rất thận trọng khi chọn lựa tiêu dùng. Chúc các bạn sáng suốt. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.